là sau khi mà buổi ăn trưa xong rồi tụi em về ngủ được một giấc, ngủ mà ngủ không biết trời đất gì cả. Bây giờ là lên xe tiếp tục để đi trải nghiệm mà xuống dưới biển đó quý vị, và thử mặc bikini để coi cá heo cá mập ở dưới nó có chết hay không thôi. Ủa là mình đổ đây hả? Bikini cái túi đỏ em đâu? Đây. Đó, trong cái túi đỏ đó là toàn bộ những cái bộ bikini của em đó. Thái giờ thay liền chụp. Thôi, đừng có để cho hội nhóm đoàn ói. Bây giờ mình phải mặc đồ đồng phục. Đây là một cái buổi gala từ các nơi về đây. Có Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng và Mỹ và Huế. Và một điều nữa, đây là nhóm hội siêu hình học và tâm linh gia tiên. Rồi mình đề nghị là các anh các chú là mình ngồi à, để các cô các chị mình đứng à. Đó, phong cách thể thao chuyên nghiệp. Bây giờ tôi muốn ngồi tôi nằm. Dạ, chị nằm mà chị lăn rồi chị tuyệt vời luôn. Đề nghị là ai mà thấp thì mình lên trước chút à. Mấy cô ơi, mấy cô mình lên phía trước nè cô. Đúng rồi. Chị quá tuyệt vời rồi, riêng chị là nằm tuyệt vời. Em cho em cho em hỏi là gia đình mình có câu gì mình hô slogan không ạ? À? Này thì cá mắc cà chị. Rồi xin mời cả nhà mình nhìn vào máy ảnh nè. Rồi phía trước mình ngồi, phía sau mình đứng, quá tuyệt vời. Rồi. 1 2 3. 1 2 3. Vẫy chào. Tiếp tục nào. Quá tuyệt vời. Xin cảm ơn các anh chị. Xanh lá rất là sung rồi. Nàng tiên cá và đội nào đây? Xanh lá là không bao giờ bị xa lánh. Và anh ấy chỉ yêu cầu là có nam một đội, nữ một đội. Còn bên đây thì đứng xuống dưới biển nhá. Đội mình là phải có nam, có nữ. Có luôn bên đây luôn, càng tốt. Đúng rồi, mình đều đều ra thì, em đang nghĩ là nam mình đứng một hàng bên này giùm em à. Nữ đứng hàng mình chia đều ra đúng không? Một người đếm đầu tiên nào. Rồi mình đếm 1, 2, 3 thứ tự nha. 1, 2. Đúng rồi. 1, 2. Mình nhớ số của mình ngay, mình nhớ số 3 là qua độ màu đỏ. Rồi 1 là màu xanh, 2 là màu vàng. Quá tuyệt vời. Đây. Quay số máy à, số máy cũng được. Rồi, đây là nhau rồi, quá tuyệt vời. Rồi, mỗi đội cử cho một đội trưởng một đội phó nghe. Phải có lít nè, lít mờ. Đó, đội trưởng đội phó đó. Nó là trường em đó phó. Đây rồi, đội xanh lá đó các bạn nhanh lắm nghe. Dạ, hơi đông hả? Rồi, đây rồi, đội số 3 đội trưởng đội phó đó ạ. Rồi, bây giờ, thời gian này để mình gửi cho mình một cái tay đội. Một slogan nổi bật nhất. Mình trang cái cờ đội mình.
Ủa tôi ở đội nào vậy? Tôi ở đội quận hả? Nàng tiên cá đã bơi xa quá rồi. Em nghĩ là chị Nga đội số 2. Em nằm đội này đi. Đúng rồi. Hiện nay là đội số 2 đang thực hiện rất nhanh, đã có được 3 trái tim rồi, 2 trái tim rưỡi rồi. Mình cho đội mình một cái tên nha, một cái tên. À, đội mình là tên gì? Cái tên khẩu hiệu của đội mình là gì đó, khí thế vô. Yeah, em thấy đội số 1 đang có những câu slogan, cái tên nó khá là hấp dẫn đó. Mình là mình tìm cái tay gì mà nó cho nó mấy máu cái tên đó hả? Mà tôi đâu biết đâu. Số mấy? Tôi số mấy là số mấy? Số đây. Lan thang. Lúc mà đếm là nàng tiên cá đang bơi. Em nghĩ là chị Nga chắc số 2 rồi. Số 3 bên kia. Mình có 3 số, 1 là màu xanh lá, 2 là màu vàng, 3 là màu đỏ. Em số 1 qua đây đi. Rồi chúng thấy là đội màu vàng đã dán xong rồi đó. Mà tên gì? Tên gì? Mình nghĩ tên rồi mà. Tôi sao toàn người già ốm yếu này. Cái tụi này. Cái tụi này ốm yếu. Còn 2 phút nữa để các đội chúng ta dán xong rồi bắt đầu phần thi hô tay của đội mình. Đọc slogan. Tôi vui được. Tôi vui đi. Đội bán tim đi chứ giờ gì? Rồi, 1 phút, 30 giây đến người rồi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Đội nào xong rồi? Đội số 3, tiêu chí chọn đội số 3 1 điểm à. Đó, phải tinh thần nhanh là phải có điểm trước. Số 2 xong chưa? Số 2 còn 1 cái tim, cũng được. Số 2 còn 1 điểm, còn số 1 nha Linh ạ. 5 giây. Rồi. Bây giờ ta hỏi đội số 3 là mình lấy tên là gì ạ? Ba tim. Đội số 3 lấy tên là ba tim. Đội số 2 tên gì ạ? Và khẩu hiệu của mình. Mọi người, 1, 2, 3. Số 2 không ai, số 1. Rồi, số 2 là không ai, số 1. Có lại khẩu hiệu luôn ạ. Lại cho đều nè. Tu nhiệt tình là chơi hết mình. Nhóm em tên dễ thương lắm. Nói chung tôi cũng không biết tôi ở đội nào hết trơn. Chắc tôi tắt riêng cái đội của tôi là đội quần quá. Yeah, nhóm tu hết mình chơi nhiệt tình. Cái nhóm này thì nói chung là toàn bô lão, không thấy là muốn thua rồi. Chỉ có một đội riêng rồi kìa. Đang đi từ xa, đó là một điềm báo là tụi em cũng mệt rồi đó. Thì đội của em được cái đặc trưng là có hoa hậu với ác hậu với quý vị. Còn lại xung quanh là mẹ với mà với mù cả qua. Yếu lắm, không có chơi được con mè gì đâu. Rồi cái đội này tên gì? Yêu thương hả? Tên sến sọc đấy. Tên yêu thương. Nhóm này tên gì đây? Nhóm này sắc màu, trời nhóm này BD quá quý vị ơi. Trời cái màu BD sức luôn vậy đó. Nhóm là biết BD rồi. Lắm sắc màu cho tụi anh chơi là sặc máu hết nha. Logo là chơi sặc máu. Nhớ nha, chơi cho đàn ông nha. Chơi mà giành váy tụi đánh chết à. Tinh thần của đội em chưa đủ. Chúng ta là nhất sặc màu. Chúng ta chơi cho sặc màu. Oh yeah. Các bạn là từ đâu về đây? Từ hai đội phải không? Hải Phòng không? Sài Gòn hả? Sài Gòn.
ba team là bà tìm, bà tìm. À nhóm này là tu hết lòng mà chơi cũng hết hồn. Rồi xin cảm ơn ba đội. Nhóm em quý vị ơi, có hoa hậu giả hậu nhưng chơi vươn tay tí. Tụi em hơi yếu. À, các bạn cẩn thận nha. Bên này tụi em chỉnh sửa nhiều chơi đừng giành giật nó rớt xuống cùng. Yên tâm là bao chút chuẩn bị đầy đủ phần quà rồi. Có chơi là có quà, không ai giành được hết rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Màu xanh lá. Trời ơi, tôi chưa thấy một cái nhóm nào mà thiết kế design, decor gì mà tôi không hiểu là cái gì luôn á. Trời ơi trời. Sắc màu đó, sắc màu. Sắc màu. Pháo màu nào là dán thấy màu đỏ lên luôn. Rồi xin mời là cả nhà mình đứng vào cái phao của mình ạ. Đứng vào, đứng vào, đứng vào, đứng vào. Đứng vào giữa, đứng vào giữa, giữa hai chân mình á. Đó, đúng rồi, rồi bên này đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái bài nhảy khởi động mà. Bài nhảy khởi động mà nhảy rất là dễ. Em xuống dẫn một lần thôi, để gia đình mình sẽ thử một lần. Được chưa? Đội nào nhảy nhiều đẹp là đội đó là được 10 điểm đầu tiên. Đó, đội ngoài cùng mà bây giờ mình chiến thắng bằng nghệ thuật đi. Được chưa? Rồi, cả nhà mình ơi, tay đâu ạ? Em hướng dẫn cái bài này có 3 động tác thôi. Động tác 1 là vỗ đùi 4 cái. 1, 2, 3, 4. Sau đó là mình sẽ quay 2 tay 4 cái. 1, 2, 3. Dạ, mình xoay lên đầu luôn. Sáng tạo quá tuyệt vời. Cảm ơn các chị đã phát hiện giùm em. Động tác số 3 là mình sẽ xoay nhẹ bên phải bên trái. Đó, hết bài. Bài này mình tập xong về mình dạy cho con cho mọi nhà nhảy được luôn. Cố lên à, sắc màu cố lên à, yêu thương cố lên à, à nhóm ba team cố lên chuẩn bị nha, vô đầu giành chiến thắng là đầu ba team. Biết vì sao không? Đầu này là đầu ít cười nhất, hai đứa đi cười không ai nhảy tới, tới cái đầu hấp dẫn là bắt đầu cười không ai nhảy luôn. Trời ơi, đội chị đàng hoàng lắm em ơi, tụi chị sống tử tế lắm, dù sao trong cái đội chị có hoa hậu giá hậu nên tư cách dữ lắm em à. Ôi chúc mừng chiến thắng nha. Giải ăn ủi thôi, tại vì anh biết là mấy cái trò chơi khác là bên này không thể thắng được cho nên cho anh thắng trước thôi. Tôi chưa chắc đâu, em nghiên cứu kỹ đâu. Mấy con ơi, phát vai gala cho cái đội này nha mấy con, để cho có sức nha. Rồi bây giờ thử thách tiếp theo, cả nhà mình đứng vào cái phao đằng sau quay, đằng sau quay. Càng gần là càng tốt, càng gần nhau là càng tốt. Đây. Dạ, mình có thể vừa chạy hoặc là vừa nhảy vừa nhún đó. Cái anh đẹp trai đó là đất đó ha. Nào, nghe quý. Thấy chưa, để tránh tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe, ba tiên vừa số ba họ đã mình nhắc ngay bây giờ mình ra, nhưng mà phải đi về. Có yêu thương có ơi, mà sắc màu mặc dù toàn bảy người. Cẩn thận nha, ba tiên đang lên kìa, ba tiên đang lên, ba tiên đang lên, ba tiên đang lên. Đang lên. Rồi tên là khách số 2. Em xin công bố là đội về nhất là đội yêu thương. Dạ đội mình là mình đội số 3 rồi. Về nhà xin chúc mừng đội sắc màu chơi sặc máu. Và em xin chúc mừng giải ba thuộc về đội ba team. Bây giờ đấy là nghệ thuật này. Em ơi, em cho chị cá nhân một chút. Nhóm chị mấy người lớn tuổi mở nhiều lắm. Chơi cái trò gì như vậy nha. Trời ơi, đi mà tao nói mở đè mở thì cũng xỉu luôn. Trời ơi trời.
đây là thử thách và sức lực duy nhất rồi. Em tính thế nào? Bây giờ tới thử thách mỹ thuật này. Mỗi người cầm một cái vòng quay, cho một cái vòng quay à. Mỗi đầu cầm cái, cho em cái hai cái kia. Vòng quay và mỗi người sẽ cầm vào một đầu. Mỗi người cầm một đầu đâu, mình lật ngang lại, lật ngang lại, lật ngang lại đó, lật ngang lại đó, lật ngang lại, lật ngang lại. Cho cái bút nó cúi xuống á. Đó, cái bút nó phải cúi xuống à. Một người giữ giấy. Bây giờ mình sẽ có thời gian là 5 phút để suy nghĩ. Mình viết một cái câu gì đó nó hay, nó đẹp lên giấy. Em chấm hay đẹp thôi. Đó, chấm hay đẹp. 4 chữ. 4 chữ. Một câu gì đó 4 chữ. Anh Quảng mới đi. Mỗi người cầm một đầu nha, mỗi người cầm một đầu. Đề nghị. Mình nếu như mình vẽ xong thì mình có quyền trang trí này. Giống như là một bức tranh đó. Mỗi người cầm một đầu thôi. Cầm đầu đầu à, không mình không cầm đầu phía sau à. Càng xa càng tốt, anh hỗ trợ nhắc nhở dùm. Bốn chữ nè, chưa là lúc nào bắt đầu mới vẽ nè, suy nghĩ trước thôi. Thời gian là vẽ với trang trí là. Chuẩn bị mặt trắng à. Và có tới 5 phút. Thời gian là 5 phút. Rồi gắn tay vào. Rồi nộp. Có người trang trí này. Trang trí rồi nè. 5 phút luôn mà, toàn thời gian mà chấm tay mà. Ủa mình viết xong rồi mình có thể trang trí thời gian của đời mình cái này vào. Rồi xong rồi tụi mình ạ. Rồi xong rồi tụi mình. Rồi xin mời bà hội yêu thương với tụi mình ạ. Tụi mình bức bức vải của lợi mình. Một cái tim rất đẹp. Rồi lên lên mình lên sát với nhau luôn ạ. Đi kịch một cái hình lưu niệm. Hiện nay đội ba tim đang rất là cần mẫn ạ. Hey. Tim nó hơi la lưỡi hơi kỳ kỳ xíu mà không sao. Trái tim vui vẻ mà. Trái tim rất là vui. Vậy là vui chưa? Vui lắm luôn rồi, vui dữ lắm luôn. Rồi cười. Dạ. Rồi, đợi nào mà mình xong sau thì mình thuyết tình trước. Đây, xin mời chị. Cả nhà ơi, đội ba tim chúng em sau khi trăn trở trằn trọc suy nghĩ mình phải giá tiền, giá ai
đằng này. Còn đây là mát của tim. Dạ xong rồi đoàn em xong rồi mọi người ơi. Rồi cảm ơn đội số 3. Tiếp theo xin mời đội số 1. Thăng tiến hả? Lỗi luôn quý vị. Các anh chị đi học đại học hết rồi phải không? Nhìn kỹ đi. Đây là chữ. Không thích chơi cái trò mà thao đâu tâm lý nha. Không, thao tung tâm lý. Đi về gọi tụi chị đi. Chị ơi, ngồi nhà dưỡng lão của chị đi. Ngồi nhà dưỡng lão tu rồi. Trời ơi, thời buổi này đi tu rồi mà còn căng tiền. Căng tiền tâm linh là mấy má. Căng tiền tâm linh. Căng à, căng tiếng tâm linh. Nói chung là cái đội này thì sắc màu mà ta biết gì kệ ta đi chứ tôi thấy gớm lắm quý vị. Dạ không sao, thường thường là các vị nào mà có tuổi á, thì có cái sự hăng say muốn nói lắm. Cho nên tụi em không sao nhường sân khấu với chị nói xong chưa cụ. Rồi bây giờ trở lại với thăng tiến tâm linh của tụi em. Tại sao là thăng tiến tâm linh? Khi chúng ta học tâm linh chúng ta cần cái gì? Thăng tiến phải không ạ? Và trong sự thăng tiến nó có nhiều nghĩa lắm. Cái chữ này là tất cả các đội viên cùng nắm tay nhau từ từ viết ra, chứ không phải chỉ riêng có một mình chị nghe đâu. Quan trọng là tiến tâm linh là tất cả mọi người chúng ta cùng với nhau để vẽ màu. Bà về lại xuống lại đi. Bây giờ nè, tất cả thành viên của chúng ta, cả ba đội luôn, không phải chỉ đội sặc máu với sắc màu. Tất cả chúng ta không ai hoàn hảo hết đúng không? Cho nên là chúng ta cần phải cùng với nhau và thăng tiến tâm linh. Bây giờ chúng ta có dìm nhau xuống thì chúng ta cũng cùng phải nhau đúng không? Cùng phải cùng nhau tiến thăng tiến lên. Chúng ta nào vẫn lúc tha thứ. Để sắc màu vẫn tha thứ cho đội tâm linh yêu thương. Mặc dù là nhường không yêu thương lắm nhưng chúng tôi vẫn không hoàn hảo và chúng ta vẫn yêu thương. Và trái tim, và trái tim ở đây là sự kết nối giữa trại dưỡng lão với lại hai đội còn lại. Cái thăng tiến tâm linh này á là cái bảng của cái đội này có một cái điểm nha quý vị, tụi này là tôi nói phải có nha, năm sau gặp tôi nha. Cái đội này thắng tiếng tâm linh nhưng mà tôi chưa thấy, nhưng mà tôi biết cái đội này năm sau sẽ có một người lấy chồng, có đám cưới hai cái tìm mấy cái nữa nha, hai lấy chồng nha, thằng đi hoặc là ai đó, thằng Hồng Nhung chẳng hạn, đôi lúc cũng có thể là tôi. Ôi, nói chung là bây giờ mình phải nhường lại cho đội yêu thương. Đúng không ạ? Mình nói đủ rồi, mình dành lại sân khấu cho đội yêu thương nè. Dạ vâng, và cái cuối cùng cực kỳ quan trọng, tại sao hôm nay chúng ta lại có mặt ở đây? Đó là sự kết nối của tâm linh gia tiên bên Mỹ. Gia đình đại sứ tâm linh. Tâm linh gia tiên và câu lạc bộ tâm linh ở tại Việt Nam. Thì đây là một cái cây cầu nối cho hai bên gia đình hội tụ với nhau. We love you. Mặc dù là ngày hôm nay ai là đội chiến thắng không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là chúng ta đã chiến thắng trong tim của tất cả mọi người ngày hôm nay đó. Yêu đội vàng và yêu đội đỏ luôn. Quá tuyệt vời, xin mời đội vàng. Đội vàng nãy giờ đợi hơi lâu rồi. Ôi, đội này không biết đánh mừng. Thuôn là cái gì? Xăm luôn. Thuôn. Ok, thì chúng em đã được nghe nhóm 1 và nhóm 3 chia sẻ những cái bức thư pháp rất là đẹp. Thì một tràng pháo tay dành cho nhóm 1 và nhóm 3 đi không? Không. Mọi người vỗ tay cũng mệt rồi. Vỗ tay cũng mệt rồi. Nói chung là đây là chữ yêu thương quý vị. Yêu thương đoàn kết. Nói chung là đội này thì đoàn kết đâu cũng thấy, cho tôi thấy nó cũng rách bươm hết trơn rồi. Nói chung là trong quá trình ghi thì các anh chị cái lương tâm cũng cấu xé lần gặp thì nó rồi. Nói chung là rách bươm cái gì, rách nát bình thường. Ok, thì thay mặt cho nhóm yêu thương thì em xin được là trình bày
đẩy cái bức thư pháp của bên nhóm em thì rất vui là hôm nay nhóm 2, nhóm yêu thương đã được có sự tham gia đoàn kết đồng lòng của các thành viên của các câu lạc bộ đến từ nhóm Hải Phòng, nhóm Hà Nội, nhóm Huế. Thì một tràng pháo tay được không ạ? Sự đoàn kết của nhóm em. Đến ngày hôm nay thì thư pháp mà nội dung mà chung nhóm em muốn gửi đến tất cả các anh chị em đấy là yêu thương đoàn kết. Thì mặc dù là cái location là cái địa lý mình ở Việt Nam thì có nhóm Hải Phòng, nhóm Hà Nội, nhóm Huế và nhóm Sài Gòn, khoảng cách rất là xa xôi, và hôm nay cũng có cơ hội để được giao lưu cùng với các anh chị em hội Mỹ. Thì mặc dù là cái sự xa cách về khoảng cách, nhưng mà cái sự yêu thương và đoàn kết luôn luôn hiện hữu trong tất cả trái tim của chúng ta. Và chúng ta có thể nhìn thấy là hôm nay chúng ta thành viên có khoảng vài chục người, nhưng mà trái tim chỉ duy nhất có một trái tim là rất là đồng lòng và đoàn kết. Bức tranh nào cũng là thứ nghĩa anh bao chất quyết định là tặng quà bắt đầu rồi. Đó, quà bắt đầu có một phần quà, những phần quà bắt đầu mình đâu giờ màu sắc màu quà. Quà mình này chơi tập tiếp theo á. Rồi hôm nay là mình sẽ cho từ đầu đến chân mà từ chân lên đầu lại. Hồi nãy mình dùng tay, bây giờ mình dùng cổ. Anh ý kiến như cho cái đội mình không có chơi trò này được không? Tại đội mình cao thấp nó hỗn loạn, nó không có đồng đều. Cao thì cao quá, mà thấp thì thấp quá đó quý vị. Nói chung là không biết là chơi như thế nào đây. Và bây giờ mọi người ơi, trời ơi, mới nãy ông nói xuống bỏ cái miệng cát không à? Cát không? Dạ yên tâm, và chơi được hết kìa. Em thấy là đầu chị lợi thế là thấp bằng nhau rồi đó. Ai mà ca thì mình cứ xuống một xíu thôi. Đó, mình giữ cân bằng. Mình thử nha. Đích là đó, có cái rổ ở đầu kia là đích. Đó, mình sẽ di chuyển quả bóng để thả vào rổ được. Rồi, mình cho ba đội mình rộng ra một chút à. Mình thử nè. Có thời gian thử là 2 phút. Đó, yên tâm, không có người bỏ giùm. Đó, mình sẽ di chuyển để thả quả bóng được vào cái sơ đầu kia. Đó, có cái sơ ba nhỏ xinh xinh. Thấy chưa? Đó, đúng rồi. Đấy. Thử đi. Thử đâu đó. Ai cao thì mình hạ xuống. Đây là một trò chơi là mình phải biết. À, hy sinh đi đồng đội. Ai cao thì hạ xuống. Ai thấp thì mình nhón lên. Thử là đó, mình chưa thiệt đâu. Rồi xin nhắc lại là rớt ở đâu là mình bỏ lại ở đó. 3, 2, 1 bắt đầu. Đó, mình di chuyển. Đó, đi Đúng rồi, đúng rồi, quá tuyệt vời. Ba tiên vàng rõ lắm rồi. Rồi, thả bấm vào rõ à. Thả vào rõ đoạn này là phải cẩn thận nhẹ nhàng. Đến hạ chỗ này, đến hạ chỗ này. Đến kia là bên trùng lại á, thì là cái cây dây nó có cả rồi. Chút chân nữa rồi. Trước khi tao giải à. Đây rồi, bông tím đây rồi. Dạ không ạ. À. Em không chơi mấy trò phiêu lưu mạo hiểm đâu. Mừng đội đầu tiên là đội ba tim. Sau 5 thử thách có cái thách đầu tiên nữa. Ba tim đã đạt được số điểm là 40 điểm. Xin cảm ơn. Chưa biết sự việc đấy thứ hai ngày. 40 điểm là không lắm luôn đó. Dạ.
xin được chúc mừng đội tiếp theo. Năm cái là tám im cái đội nhiều lắm mà. Đội sắc màu, số điểm của sắc màu là 4, 15, 10 điểm. Xin chúc mừng sắc màu. Và đội yêu thương, nói chung là rất yêu thương, mặc dù là trong quá trình này có hơi đắt đắt chút nhưng mà không sao. Xin chúc mừng đội yêu thương, số điểm cũng là 40 điểm. Xin mời ba đội thủ sẽ đón nhận quà. Em nghĩ là cái quà này chắc cũng bằng nhau á, chứ đâu gây nhất nhì ba đâu. Em thấy cũng sợ. Ủa alo, dạ không biết luôn mà chắc tới đây mới đưa. Vương miện thì ở đâu ạ? Vương miện mới đứng giữa chứ. Dạ rồi, đầu tiên là xin chúc mừng đội, cảm ơn ba team hoa khôi đứng giữa. Đúng rồi, tìm mọi cách để mình giữ vững được cái ngọn núi này thôi à. Không dễ có cơ hội mà chúng ta gặp được nhau ở đây. Từ mọi miền của Tổ quốc, ngay cả ở hải ngoại cũng đã về tham gia. Thì cố gắng xây ngọn núi càng vững càng tốt à. Chơi vui thôi. Rồi, nếu như mà xong là mình quay lại mình chụp hình, mình tạo dáng chụp hình này đó. Rồi, chúng ta đang trải qua một bài hát rất ý nghĩa trong ngày hôm nay. Một bài hát của ban nhạc Đức Tường để chúng ta động viên tinh thần, để chúng ta cùng nhau xây dựng một ngọn núi. Mới đây một lần nữa, một lần nữa. Đúng rồi, các chị chúng ta đang đào những cái rễ cây, những cái lối mà chúng ta có thể giữ chân của các cây rau của chúng ta, tạo một sự vững chắc ở phía ngoài của chúng ta. Thực ra là muốn vững chắc là tâm linh là phải có cái gốc rễ đúng không? Bây giờ mình làm gốc rễ thật chắc thì ở trên mới xây cao. Quá tuyệt vời, ý tưởng xuất sắc. Ra tiên, gốc rễ là phải vững chắc. Vững chắc từ tâm yêu thương. Ủa, em có đến được đâu? Yeah. Còn nếu mà đổ thì tất cả tạo hình rồi ghé vào chụp chung luôn. Đúng rồi, rất là bạn, mình có thể tạo dáng người giữ cây rất là đẹp. Hướng mặt hơi bên ngoài ạ. Rồi, chị đi quá tuyệt vời. Một bức ảnh trong ngày hôm nay cùng hướng mặt hơi bên ngoài. Đây rồi, xin mời anh chụp ảnh này, chụp dùm bức ảnh nè. Các cánh tay của tất cả mọi người đang cùng với nhau. Dễ tay, dễ tay, dễ tay. Gia đình gia tiên ơi, 1, 2, 3. Lại mình làm nữa, hiện nay là máy bay ở trên cao à. Nhìn vào máy bay phía trên à. Và cùng hát thôi, bài hát của ca sĩ Mỹ Tâm được ạ.
Rồi mình dạ, vẫy tay với mấy lại thuê căng đổ lại như lên trời ạ. Vẫy tay thật mạnh thuê căng mình hỏi đây thì chết nữa nè. Hình ảnh này rất là đẹp và đã ghi lại trong ngày hôm nay. Quá tuyệt vời. Sự đoàn kết của chúng ta. Đang quay vẫy có vẫy mạnh lên ạ. Đó xin đỡ bạn con sẽ cao hơn. Thôi mỏi tay mà cố đá từng tay dây này thôi ạ. Thôi cái mũ nè. Này mình chân cái mũ mà thật cao đi ạ. Rồi tay à tôi biết tôi lên rồi. Vội vàng quá vậy. Lên nào, ba chị. Cả nhà ơi, sau khi chúng ta quăng nó xong, chúng ta thể hiện tình yêu thương bằng ôm nhau nha. Quá tuyệt vời, chụp tên nó rồi, tên nó rồi là nữa nè. Hai, ba, hãy tay nữa nữa. Và chúng ta vui vẻ cùng cả với tất cả người trong buổi ngày hôm nay. Đây, mình có thể thả cái thao xuống được rồi. Rồi mình chụp hình hai hàng chụp hình này. Cháu xanh chụp hình có thể đẹp lúc như lúc nào không? Rồi xếp hàng chụp hình. Hồi nãy là mình chụp hình lúc mình đẹp, bây giờ mình đỡ đẹp mình chụp hình lại à. Nhung ơi đừng đi. Nhung ơi trời mới vui đó mà. Trời Nhung ơi đừng có làm như vậy. Mới vui đó mà Nhung. Mới vui đó mà trời ơi. Rồi xếp hàng chụp hình. Trời đi luôn đi. Sắc màu bạn nhảy nhất mà. Sắc màu đâu có thiên ở đây ta. Đây chụp hình, chụp hình thôi. Ôi nó buồn quá. Coi cái gì vậy? Rồi mình xích màu chút à. Cho bức ảnh mình sẽ đều đẹp hơn. Ai thấp đề nghị lên trước. John. Come on. Come on John. Thích chào này đi chắc tới Tết quá. Tôi đang đau quá. Là gần Tết John đã đến nơi rồi quý vị ơi. Đây mình hình nha. Rồi tay phải nha. Đó, yeah, con trai con không có đồng phục con ra ngoài đi chứ con lạc loài dữ lắm á Naki à. Naki Ken. Qua đây, con đồng phục với chú. Rồi, mọi người. Yeah, tay phải. Rồi căn một người che đó tư điểm anh rút hả? Thôi đừng có rút, em không tính rút, anh để nguyên cái này rút rồi sao? Anh đừng có rút. Rồi quay lại nó con ai vậy? Con ai mà nó phá vậy? Nó đội kia nữa, đội kia về đây con ơi, chú bé ơi, cái thằng này quá à. Tao đang ở trong hội tâm linh đó nha. Không có trong hội tâm linh là mày chết với tao rồi. Anh hạt bọc dùm câu, rồi. Từ, con. Lấy mẫu chuẩn bị nè. 1, 2, 3, tâm mẫu xong là mình phi ra biển nha. 3, 2, 1, tâm. Rồi, phi ra biển nè, chạy ra biển nè. Đó, mình chạy 4 thiên, 8 hướng à. Ôi, chạy như hương hậu thiệt luôn. Hoa hậu bãi biển ở bên cạnh dương đây nào. Trời ơi. Bây giờ sau khi chụp hình xong rồi, chúng ta có thể thỏa thân tắm biển. Rồi, chúng ta sẽ có thể nước có thể xong rồi. Cô chú, chúng ta sẽ nhảy xuống đây luôn. Hoặc là giao lưu trong bước hôm nay để chuẩn bị sẵn sàng ngày sau. Một lần xin được chân thành cảm ơn sự tham gia của tất cả các anh chị trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Nhiều nha. 1, 2, 3. Ủa cái biển này á nó cạn lắm mọi người mà đất nó mịn dữ lắm luôn á. Cát nó mịn dữ lắm. Không ai dám tắm hết trơn. Tụi nó được lên á. Không ai chịu bơi hết trơn à, tôi mang bikini hết rồi mà không ai chịu bơi hết trơn à. Tranh thủ phút giây này mình khoe cái body mình nhưng mà không được. Không có cơ hội. Ôi chúng tôi chưa thông báo.
máy này là ok rồi Cường ơi. Chúng tôi xin phép được rằng bao giờ có thông báo thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Xin cảm ơn. Sao cảm tưởng của Nhung? Cảm tưởng của Mỹ Hồng Nhung hôm nay chơi quen, thì thấy em sao? Em quen lên sân khấu mỗi lần ai hỏi thì em vô giơ mic vậy. Nói đi, nói cái cảm xúc thật lúc nãy ấy mà không quay ấy. Hôm nay với mọi người nhá là vui á. Trong đấy có một cái sự coi như là hơn thua ấy. Mặc dù là mình thua đấy, nhưng mà mình vẫn thấy vui. Là tại vì là vì mình thua quá cho nên mình đành phải bảo là mình yêu thương mọi người. Chơi mình câu chơi à. chơi đã đứng ra ba đội bằng nhau. Chấm quỳ vốn dễ sợ luôn á. Không có làm, không có để mình được tỏ vẻ cái sự sân si, không có đoàn kết với nhau. Mặt bà nó lột tả toàn bộ cái sự mà sân si. Rồi ra rồi ôi, người ta bảo là trình độ không bằng thái độ. Gì? Cho Hà Kiều Anh phản bác. Cho Hà Kiều Anh đi tiếng đi. Đây qua đây. Đang thấy công ty việc cả nàng là của công việc. À thì đấy rồi đấy ra mọi người. Ra biển rồi mà còn đi kiếm tiền. Thật không có nên. Lo gì? Lúc nãy tôi mới chốt đơn được cả 20 mấy cái thùng dầu riêng đấy. Cho nên yên tâm để chơi. Tôi chơi rất là bình tĩnh tại vì thẩm mỹ viện bên này khách đang gọi quá nên đang lơ sửa nó. Còn không có đuôi đấy. Bốn cái tiệm phở nó bung hết rồi, nó căng hết rồi nên không lo gì cả. Thì nói chung đây là một cái cuộc chơi rất là thú vị quý vị. Lâu quá không chơi, chơi nó hơi mệt nhưng mà vui. Xác định là lần sau không chơi nữa. À xác định lần sau thì sẽ chơi, trước khi chơi nên uống thuốc cho mệt. Đuối sâm. À nên uống chút sâm quý vị, mặc dù là hôm nay là trước khi đi là em cũng đã ngủ nghe một số rồi đó, mà ra thật sự là cạnh tranh không nổi luôn, rất là đuối nhưng mà trời thương áo chủ, trời thương hả, trời Phật thương tổ tiên. Muốn chụp chị qua bên đó. Cảm ơn các anh chị đã đến lễ cưới của chúng em, xin xuất hiện với các chị là niềm hao tổn gia đình chúng em. Cảm ơn. Cái chú rể thì chắc là nó nhìn thấy em nó chạy mất rồi. Em xô nó xuống biển rồi. Hôm nay thì thực sự là Nga cũng đã có mang 3 bộ bikini để tranh thủ xuống đây khoe dáng, nọ dáng với lại hoa hậu Hà Kiều Anh. Mà trời xuống đất khiến sẵn hai chữ tắm trên nên là em không có cơ hội để mà khoe cái đó cũng được, nhưng mà bây giờ có giờ ăn thì sợ mọi người ói. Nên là quyết định là không tắm gì nữa. Bây giờ anh ơi cho ăn đi anh. Các anh chị thì sự em không biết ăn cái gì luôn á. Ủa tối nay cho ăn gì vậy? Ăn đu đu. Ăn đu đu. Đây, quý vị ơi, mình tập trung để mình ăn nha quý vị. Ăn xong rồi về Huế ăn tiếp quý vị ơi. Bây giờ có muốn ăn à? Ê, bây giờ có chưa? Chứ ăn chúng ta có chơi trò đập hụt ngỡ ngàng không? Đập đi. Đây là nhóm ba yêu thương. Số 3, số 1, số 2. Sẽ vui quà. Vui quà. Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc hết hồn. Một thảo như lâu mà này. Chạm bắt tay cho Bảo Bảo nè. Bảo Bảo chớp được chị sắp khui quà mà em đưa cái ngực gì rồi sao chị khui được. Em làm gì tự nhiên chị muốn khui em chứ chị muốn đập hộp cái quà nữa luôn á. Ôi wow. Muốn đi làm Thái Lan phải không? Cái gì mà tập đó là cái phần đô nó không bao giờ nó nằm ở trên ngực, trên cổ lắm á rồi. Đúng rồi. Mày qua Thái Lan 4,000 rồi quý vị. Trời ơi, gợi cảm quá à. Như làm cái gì làm cho mở. Đây, cô qua đây nha, cô qua nha. 1, 2, 3. Xe chỉ mấy kim em luồn hốt. Trời ơi, có mấy mà gói 2-3 lớp luôn vậy trời. À đây. Bánh gói. Bị gói. Chị ăn được này. À, mè sừng thiên hương mè sừng giòn. Đây là món quà rất là ý nghĩa cho đội của chúng ta. Nhưng mà đội ta yêu thương thì đa phần là các cô lão đã đeo răng giả cả nó rồi. Riêng với Nga thì đã làm răng sứ. Nên là nhai người lúc đó lại rất răng ra thật yêu. Cái gì đấy? Được một ký. Cái gì đấy?
vậy? Một chìa khóa hả? À, chìa khóa. Cái quà của Nga đâu rồi? Cui ra chưa? Cái nào giống nhau mà. À, cái nào giống nhau, cái nào hả? Giống nhau hả? Trời ơi, cái số điểm là y chang, món quà cũng y chang vậy đó quý vị. Không có gì khác nhau cả. Này là của nhóm chúng ta. Đây là móc gắn chìa khóa. Có chữ gia đình nghệ sĩ tâm linh, mái nhà và trái tim đầy yêu thương. Và trái tim đoàn kết chứ quý vị. Đó, rất là đẹp nha. Tâm linh, câu lạc bộ siêu hình học. Nếu mà ai mà muốn tham gia vào cái hội nhóm này á, thì trải qua nhiều cái bước rất là khó khăn mới được vào cái nhóm này quý vị. Thì cái đó để mình chuyển tải vấn đề này sau đi. À, ai muốn coi mà để biết vào cái nhóm này sao, cứ coi trên livestream của Facebook gì gì đi. Em nói lại nó dài dữ lắm. Mọi người muốn tham gia cái hội nhóm này thì hãy vào Facebook của TG Phương Trinh để mình biết cái cách thức làm sao, hiểu không vậy đó. Thì nãy giờ bà live stream 4 tiếng chứ mấy. Ừ, 4 tiếng thì à, chúng ta cứ coi từ đầu cho tới khoảng cuối 2 tiếng mấy là có đó quý vị. Nếu mà không 2 tiếng mấy thì tầm 3 tiếng mấy. Nếu 3 tiếng mấy không lấy thì mình có thể trở lại từ đầu mình coi là mình tìm cái đoạn mà để làm sao mà tham gia được cái nhóm này. Làm gì rồi. Được nữa thì mình có inbox cho Nguyễn Hồng Nhung, mình hỏi cái thể loại, à, cái thể lệ để mà tham gia được. Chạy hôm nay cao quá, cho em hôn vào á. Á, á, vào xong rồi á. Thế tử cứ hôn sai chỗ ấy, cho nên là cho anh hôn á. Đấy, rồi bà tiếp đi. Lấy vào nhé. Chân hôm nay cao tít. Cho anh hôn thêm một ít. Không, cho anh hôn vào đít. Ghê quá. Trời ơi. Ghê quá. Danh hài là lúc nào cũng gây cười. Còn ca sĩ không thông minh được như danh hài ạ. Tiếp. Rồi tiếp. Tiếp gì? Rồi đây. Hạ mới nhớ. Hạ mới nhớ. Ghê nha. Anh muốn ôm một cú. Tiếp. Rồi chân. Chân không phải còn sáng. Anh muốn hôn vào chán. Chết anh luôn nè. Chân hôm nay hơi mờ. Hơi gì? Hơi mờ. Anh muốn hôn lên. Lên bờ. Lên. Ê, kì nha. Mờ lên cờ. Có chữ cờ. Chân hôm nay hơi mờ, anh muốn hôn vô lờ. Rồi. Phải là chào dần mờ anh muốn hôn lên sợ. Từ bao giờ tiếng Việt Nam mình cứ chưa lờ là chưa bậy vậy đấy. Được rồi. Từ bao giờ vậy? Chắc hôm nay sáng quá. Chắc hôm nay rất méo. Rồi sao? Chắc hôm nay rất méo đúng không? Rất méo. Làm em muốn ăn kẹo kéo. Chân hôm nay hơi méo, em muốn ăn kẹo kéo. Chị Lâm câu đầu chân như thế nào? Câu gì chân này nha? Chân hôm nay sao? Chân hôm nay bé tí. Anh đi thăm Mỹ. Chân hôm nay sáng quá. Sáng quá rồi. Bé tí đi. Chân hôm nay bé tí. Tiếp tế anh muốn có bầu nhí. Tôi đã làm rồi, giờ lặp lại nó nhàn đó. Em bắt đầu một câu xong rồi cứ tiếp tục chứ không có bắt đầu. Nhưng mà bà đừng có đặt câu khó quá là tôi bí lắm đấy. Chăng hôm nay xa tít. Thôi cái chữ đó khó lắm. Cho anh hôn một ít. Hay nha. Ít. Chăng làm gì? Chăng hôm nay ôn tồn. No, tiếp theo ít. Không, một ít thôi. Anh muốn ăn bánh ít.
Không biết được rồi, chứ không không biết theo mà cái điều nào cái này anh nhà anh mua một ít hôn anh em cười khúc khích. Anh muốn hôn hôn một ít được 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 làm em muốn ăn hạt mít. Hạt mít nguy hiểm lắm. Thôi quá hạt mít. Hay là cái nổ cái đít. Còn lông Huế. Rồi đây là món gỏi đu đủ tôm thịt hả? Ốc này. Bưởi nữa, bưởi cho bưởi tôm thịt. Có bưởi tôm thịt. À đây. Em ơi, cái này xin mời cả nhà nha. Cho em xin mời một lô. Rồi mọi người xem đi. Bye bye, mọi người xem đi, dùng đi. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, ăn cái là đuối quá. Bye mọi người. Bye bye mọi người. Hoàng Anh ăn ở ngoài trông trẻ hơn lại. Trẻ hơn lên hình mới làm cân được chứ còn không có là mua mình. Hello chị Thúy. Đây đấy mọi người say hi cho YouTube nha. Ủa, YouTube à? Dạ. Đúng rồi, nãy giờ YouTube đang quay YouTube đó. Trời ơi mực quý vị ơi rất là ngon nha. Ơi hello cả nhà nha, cả nhà ăn ngon không? Ngon đấy thấy chưa, người ta mặc đồng phục hết, mỗi bà Hồng Nhung là bà mặc đồ như là cứ tưởng đám cưới ba không luôn đó trời. Mà có ai cưới đâu thì đấy. Đây là nãy giờ là mọi người lo ăn quá không có ghi lại những cái khoảnh khắc này rồi ăn chi rồi cơ bắp nó cuồn cuộn quá vậy cưng. Trời bây giờ mà có đàn piano âm thanh rồi hát hay lắm á ha. Hát cái biển này là mê lắm luôn á trời ơi trời. Cả nhà ơi ăn no chưa? Nghe nè. Ngon. Ai chẳng thấy chị uống gì cả đúng chưa không? Dạ không à. Thúy Nga không biết uống à. Thế thì nhấp nha, nhấp nha, nha nha. Nhấp lại càng không nhấp biết nha. Luôn. Đây. Nhấp một tí thôi. Dạ. Nhấp chị Nga nè. Nhấp đi. Rượu hả? Rượu anh. Rượu single mom. Uống nhẹ thôi. Trời ơi, rượu. Đây là rượu single mom nè. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đây là khoảnh khắc bị dụ. Bị trai trai lớn trai, tuổi dụ. Trai trai trai. Vẫn cứ dạy trai đúng không? Ủa sao nó mặn vậy anh? Bỏ muối bên văn đấy. Trời ơi anh Quy bỏ muối gì mà nó mặn quá. Nhẹ nhẹ. Em đang tưởng uống nước biển không đó. Uống nước biển có pha cồn đó. Có cái mùi chanh vô nó cũng thơm nữa, nó nồng nha. Mặn quá. Thôi nó hơi bị mặn á. Tức là Huy nằm bỏ muối trên văn đi. Anh mới hút xì gà phải không? Đúng rồi. Trời ơi cái mùi mà nó nặng về sờ luôn ngồi đọc cái mà nặng nhưng mà có bên kia phê hả? Trời ơi mà ngửi được luôn á sợ luôn. Bỏ mà. Đây hôm nay là một cái buổi tiệc gala rất là vui, quy tụ tất cả các anh chị em từ các vùng miền đất nước về đây. Rất là vui với mọi người. Hy vọng là mỗi năm chúng ta nên tổ chức một lần như vậy nha. Phát huy. Chỉ có là ta vừa rồi dịch Covid mình hoãn đi mất mấy năm thôi. Chứ bây giờ là mình vẫn cố gắng phát huy chương trình này nha mọi người. Chúc anh em chúng ta luôn luôn khỏe mạnh nha. Tâm linh thăng tiến nha. Lúc nào cũng trẻ tươi. Dạ. Và luôn luôn có nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống ha. Thôi cảm ơn nha. Rồi. Hồi ăn quá trời ăn mọi người. Nhiều đồ ăn quá, order nhiều quá thì ăn không nổi luôn á. Quá trời đồ ăn luôn.